Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho nghị quyết 54 sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp lần thứ 5 sắp tới. Trong dự thảo này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thí điểm mô hình đô thị giao thông xung quanh tuyến đường sắt số 1 và số 2. Đây cũng là giải pháp giúp thành phố giải bài toán ùn tắc giao thông và nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông. Mô hình đô thị giao thông TOD là hướng phát triển đột phá gắn phát triển đô thị với giao thông công cộng, đặc biệt phù hợp với những thành phố lớn. Với thành phố Hồ Chí Minh, mô hình này thúc đẩy chính cư dân đô thị sử dụng các tuyến metro, vừa giải quyết ùn tắc giao thông, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Nếu mà chúng ta có một cái hạ tầng giao thông phù hợp với cái quy mô sự phát triển và kinh tế thì rõ ràng là sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế rất tốt. Phát triển đường sắt đô thị theo mô hình TOD sẽ làm gia tăng giá trị đất đai, không gian đô thị. Đất đô thị được tối ưu hóa về giá trị, càng bù đắp vốn cho đầu tư vào hạ tầng giao thông. Với cái việc là thuế phí rồi điều tiết những giá trị gia tăng trong khu vực TOD cũng như là khai thác cái quỹ đất công trong khu vực TOD thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đầy đủ cái nguồn lực để chúng ta có thể là tiếp tục chúng ta thu hồi cái chi phí đầu tư cho hệ thống metro và chúng ta có những cái nguồn lực để tiếp tục xây dựng những cái hệ thống metro trong thời gian tới. Với các cơ chế, chính sách đặc thù về đất đai, quy hoạch được đề xuất trong dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 cũng kỳ vọng giúp thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình đô thị giao thông một cách đồng bộ, hiệu quả. Hiện giờ ở Việt Nam thì chỉ có Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh là phát triển các tuyến metro. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi chúng ta hình thành các tuyến metro thì xung quanh các tuyến metro đó chính là cái không gian để phát triển về đô thị. Và khi mà muốn phát triển không gian đô thị thì nó đặt ra cái bài toán là phải có cơ chế để làm những chuyện đó. Thì trong cái đó thì nó có rất nhiều cơ chế, chẳng hạn như là cơ chế về đất, cơ chế về quy hoạch. Dự thảo nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 sắp tới. Nếu được Quốc hội thông qua, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên thí điểm mô hình TOD, trong đó hệ thống đường sắt công cộng là hạt nhân đô thị